就希望你写歌，让咱这女孩子们到，到，到门前那个到老家到那。都và những bao lì xì kín đáo các anh không thích. Nhưng mấy cái bao lì xì kín đáo toàn 1 triệu thì nhưng mà người ta tính bao một chút chúng ta xin thế cho mình cái hôm 1 triệu thế cho mình nghĩ được đây. Vâng, trong trong lì xì của chúng ta đi được kỳ hai lì xì, chúng ta ban tổ chức tôi xin trân trọng thông báo là có anh Vũ Đức Vinh tài trợ 500 trang lì xì và chị Thúy là người con của xã Kim Lan lấy chồng ở học viện nông nghiệp gọi là Châu Quỳ, lấy chồng ở Châu Quỳ đã trao từ hôm qua để ban tổ chức chúng tôi treo giải tờ 500 đấy. Nhưng hôm qua các bạn không hái được nên hôm nay chúng tôi lại tiếp tục treo cái tờ 500 đấy ạ. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo là trong cái những cái bao lì xì, ngoài cái bao lì xì đấy ra là có 2 tờ 500 nghìn, một là của anh Vũ Đức Vinh là anh Vinh người xã Kim Lan ta, và hai là chị Thúy người con gái đã lấy chồng ở Châu Quỳ, chúng ta đã trao giải lì xì để chúng ta đi cầu kỳ hái lì xì. Của bạn vận động viên chuyên nghiệp đang là anh Tùng, hàng năm anh đã hái được rất nhiều bao lì xì. Vâng, hôm nay là lần thứ đầu tiên của anh, đề nghị toàn thể nhân dân cho anh một tràng pháo tay. Wow, nhưng anh vẫn rộng lòng. Anh Tùng, đến tiếp theo là anh Tú, vâng, anh Tú tuần 5. Mà anh hình như là tập thể hình sao anh đi rất dẻo. Anh đi rất xưa nhưng anh sẽ... Vô ở nhà là anh rồi. Anh đã ngay sau khi đi được khoảng tầm 7 bước. Càng ngày càng nhiều các anh cho em với cháu tham gia. Vâng, một cháu bé đi rất siêu. Chúc mừng nhé. Vâng, một cháu đã hái được một tờ lì xì đầu tiên. Tờ lì xì đầu tiên trị giá 500 nghìn đồng. Vâng, hình như là chúng ta đã theo một cái lối mòn. Khi một người đã hái được thì những bạn sau là kém nước khó chịu.
đây. Cháu là của ai đang ra như vậy? Sau trò chơi đi cầu kỳ hái lì xì, chúng ta sẽ vào chương trình trò chơi bắt vịt. Hôm nay ban tổ chức chúng tôi thả 30 con vịt. 30 con vịt đấy là có những nhà tài trợ là anh Thành Nga ở thôn 6, anh Điệp Hằng ở thôn 3, anh Dung Hương ở thôn 1 đã tài trợ những con vịt của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Và một cháu bé lại tưởng là lao xuống con vịt, cháu lao xuống luôn. Trò chơi bắt vịt chúng ta tiếp sau đây là tiếp sau trò chơi cầu kỳ là trò chơi bắt vịt. Mà trò chơi này tôi đang định giới thiệu trò chơi tiếp theo nhưng mà không tìm đủ cảm xúc khi một anh ngã xuống trước đây. Chương trình trò chơi bắt vịt của chúng ta sẽ được tiếp theo sau chương trình trò chơi đi cầu kỳ hái lì xì. Trò chơi bắt vịt chúng ta hôm nay sẽ thả 30 con vịt. Trong 30 con vịt đấy là có nhà những nhà tài trợ. Những nhà tài trợ chúng tôi xin trân trọng thông báo anh Thành Nga thôn 6 tài trợ là 20 con vịt trị giá 2 triệu đồng. Anh Dũng Hương thôn 1 tài trợ 10 con vịt trị giá 1 triệu đồng. Và anh Điệp Hành ở thôn 3, à thôn 4, anh Điệp Hành ở thôn 4 tài trợ 1 triệu đồng. Ban tổ chức chúng tôi xin trọng thông báo và ban tổ chức chúng tôi xin được sự ủng hộ của tất cả các mạnh thường quân của xã chúng ta để chương trình của chúng ta sẽ được tiếp tục vào buổi chiều ngày mai. Chiều ngày mai chúng tôi ban tổ chức cũng đã sẽ thả 20 con vịt và cũng tổ chức những trò chơi đi dây, đi cầu kỳ và bắt lợn. Anh ơi. Trò chơi cầu kỳ chúng ta sẽ được tiếp diễn đến 16:30. Nếu ai không hái được số lì xì đấy, chúng tôi sẽ để dành treo vào buổi chiều ngày mai. Và chúng ta sau buổi chiều, chiều ngày mai là sau 16:30, chúng ta sẽ tổ chức trò chơi bắt vịt. Và trò chơi bắt vịt chúng ta chiều nay thả 30 con vịt. Anh trai, đổi cái mức này anh trai. Anh Phương ơi, đổi cái mic này, quay lại sau. Anh Phương ơi, đây cơ mà. Anh Phương ơi, quay lại sau, đổi cái mic này. Vâng, chúng ta còn một bao lì xì trị giá 500.000. Tờ 500.000 đấy và hai bao lì xì, trong đấy là ban tổ chức chúng tôi trao giải. Theo ban tổ chức được biết là cái tờ 500.000 đấy là của chị Thúy, người con gái xã Kim Lan lấy chồng ở trên Châu Quỳ, đã trao giải từ hôm qua chưa ai hái được. Mong rằng hôm nay chúng ta các bạn vận động viên sẽ hái được tờ đấy. Anh Tùng đã bị đau lưng. Ôi da, một tấm phản mà đập xuống nước kiểu gì cũng đau. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo, bạn nào đăng ký 3 lượt đi, nếu bạn nào lấy được trong 3 lượt đi mà lấy được tầm 500.000 sẽ có một giải thưởng ngoài 500.000 đấy tiếp theo. Bạn nào đi 3 lần đăng ký ban tổ chức chúng tôi, những bạn ở đầu cầu khỉ sẽ ghi tên danh sách các bạn vào
các bạn đăng ký, nếu bạn đi được 3 lần, trong 3 lần đi và lấy được 500 nghìn đấy, ngoài 500 nghìn sẽ được nhận thêm một phần thưởng trị giá 500 nghìn tiếp theo của ban tổ chức chúng tôi và của những nhà tài trợ, những mạnh thường quân của xã Cú Lan chúng ta.